Dù đã gần 70 tuổi, nhưng với tinh thần dám nghĩ dám làm và sự chăm chỉ cần cù sáng tạo trong lao động sản xuất, bà Nguyễn Thị Lập, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ ở ấp Cả Nổ, xã Vĩnh Lợi, huyện Tân Hưng, đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng chanh, bông tím. Bước đầu mô hình mang lại hiệu quả kinh tế khá cao. Nhận thấy mô hình trồng chanh bông tím ở quê nhà huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp đang cho hiệu quả kinh tế khá cao, năm 2022, bà Lập đã bàn bạc với gia đình và thống nhất vay vốn thêm từ phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện với số tiền là 70 triệu đồng để tiến hành lên lớp chuyển đổi 4 hectare đất trồng lúa sang trồng hơn 1.000 cây chanh bông tím, xen 1.200 cây dừa. Chỉ sau hơn 1 năm, trồng cây chanh bông tím đã bắt đầu cho trái. Những tháng đầu năm 2024 đến nay, bà Lập đã thu hoạch được 3 đợt chanh với năng suất đạt hơn 14 tấn, giá bán từ 19.000 đồng đến 21.000 đồng tùy thời điểm. Tôi ở vùng đất này là vùng đất tôi làm chỉ có 2 vụ thôi. Tôi thấy thì hiệu quả kinh tế của lúa thì nó cũng không đến nổi tệ, nhưng mà sự thật là mình bằng có 2 vụ. Là tới tháng 8, tháng 9, tháng 10 là mình hết tiền rồi, mà tới kéo dài cho tới tháng 2, tháng 3 mình mới có tiền nữa. Thử ra tôi mới suy nghĩ ra cái cách lên vườn làm đặng mà mình thu hoạch quanh năm. Theo bà Lập, chanh bông tím là cây dễ trồng, lớn nhanh và cho trái to, nhiều nước, năng suất cao, tuổi thọ từ 10 đến 15 năm. Và nhất là cây chanh bông tím này dễ thích nghi với các điều kiện môi trường thời tiết khác nhau. Sau khi thu hoạch xong, chỉ cần bón phân, tưới nước, tích cực chăm sóc, chỉ khoảng 20 đến 30 ngày sau, cây có thể cho thu hoạch các đợt tiếp theo. Mỗi tháng mình phải bón phân rồi mình theo dõi nó rồi mình xịt thuốc nó thôi, chứ nó cũng không có khó khăn gì hết trơn á, mà hiệu quả nó cũng rất là cao luôn. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã thấy cái mô hình cô làm ăn là rất có hiệu quả, thì trong thời gian tới hội cũng sẽ mạnh dạn giới thiệu cho hội viên phụ nữ cũng như là tuyên truyền đến hội viên phụ nữ có cái ý định để mà chuyển đổi mục đích ruộng sang trồng trọt, và bên cạnh đó thì cũng tuyên truyền cho chị em đến tham quan cái mô hình của cô để về áp dụng khoa học kỹ thuật. Từ hiệu quả bước đầu của việc trồng chanh bông tím, dự kiến thời gian tới, bà Lập sẽ tiếp tục nhân rộng diện tích 6.000 m² để trồng thêm 400 cây chanh bông tím, qua đó mở ra hướng đi mới về chuyển đổi cây trồng phù hợp với địa phương, góp phần cải thiện kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân trong thời gian tới.